Mình xin chào mọi người, đây là video tiếp theo của mình nha mọi người. Nếu mọi người chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Khi mình ra video mới nhất, mọi người chính là người đầu tiên được xem video của mình. Thì video hôm nay thì mình đi hải tỏi bí đỏ nha mọi người. Mình làm một món ăn. Thì tới nhà thì mình cân cảnh cho mọi người xem luôn. Thì bây giờ thì mình đi hải cho mọi người. Để hải tỏi bí đỏ nha mọi người. Bây giờ thì mình đi tìm nha mọi người. Đi tìm trái bí đỏ vàng. Thì làm món này thì phải tìm trái bí đỏ vàng nha mọi người. Đây nha mọi người, đây là một trái mọi người. Đây. Đây trái này, mình hái trái này nha mọi người. Cứng quá mọi người. Đây mọi người ơi, rất là to luôn mọi người. Mình chỉ hái 2 quả là đủ, mình làm món nghiêng rồi mọi người. 2 quả là làm món đi thì rất là tha hồ mà ăn luôn mọi người. Đây mọi người, rất là nhiều trái chưa tra, nhưng mà trái chưa tra thì mình không lấy nha mọi người. Đây còn một trái này, trái này vẫn chưa vàng nha mọi người. Đây chưa vàng mình không lấy luôn, mình tìm cái trái mà vàng nha mọi người. Mình làm món này thì phải tìm trái vàng, tìm trái vàng ăn mới ngọt mọi người. Đây một trái, nhưng trái này vẫn chưa vàng, chưa tra nha mọi người. Còn bên kia, trái này còn non nha mọi người. Đó. Mình tìm trái vàng thôi. Ở kia mọi người. Chỉ một trái đại vàng nha mọi người. Bây giờ thì mình lấy cho mọi người xem. Đây. Trái vàng thì mới tra nha mọi người. Ăn mới ngọt. Đây. Mình hái 2 trái thôi. 2 trái là đủ rồi mọi người. Tha hồ mà ăn. Đây. Đây. Mình hái luôn mọi người. Đây. Mình bỏ vào bao nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình về nhé mọi người, mình về nhà. 2 quả là đủ rồi mọi người. Đây, bỏ vào bao. Rồi. Ra mẹ chỗ. Cái này hơn 10 ký nha mọi người. Con của mình không đem về nổi mà. Đừng đem về nhưng mà đem về không nổi. Thì bây giờ thì mình đem về nha mọi người. Rồi. Trời hôm nay thì rất là nắng mọi người. Rồi mình về nha mọi người. Đây mọi người, đây là quả tôm bóp nha mọi người. Mình hái
Mình hái ăn nhé mọi người. Đây rất là nhiều chín luôn mọi người. Đây. Đây trái này ăn rất là ngọt luôn mọi người. Mình về mình thấy trái này thì mình hái về ăn nhé mọi người. Đây là quả thăm bóp nhé mọi người. Ôi chà, nhiều rủng luôn mọi người đây. Nó bùng thêm. Đây, rất là nhiều luôn mọi người. Rồi, chừng như là vừa rồi. Rồi, đây. Bây giờ thì mình về nha mọi người. Rồi mọi người ơi, mình đã tới nhà rồi mọi người. Đây là trái bí đỏ mình hái trên rễ rồi mọi người. Mình đem về nhà rồi. Đây hai quả nha mọi người, rất là to luôn. Còn bây giờ thì mình đi rửa và mình làm một món ăn mọi người. Đây, mình đổ vào đây nha mọi người. Rồi. Đây mọi người, mình chặt như riêng nha mọi người. Chặt hai đôi. Mình làm cho nhỏ nha mọi người. Đấy nha mọi người, mình chặt cho nhỏ nha mọi người.
Đây mọi người ơi, mình chỉ cần đợi bí đỏ chín là có thể ăn được rồi mọi người. Chỉ cần khoảng 1 tiếng là ăn được. Ăn với đường mọi người. Mọi người ơi, chín rồi mọi người. Bây giờ thì mình lấy và ăn thôi mọi người. Đấy nha mọi người. Đấy, rất là vàng luôn, rất là ngọt luôn mọi người. Chấm với đường thì rất là ngọt luôn mọi người. Ăn 2-3 cái là thấy no bụng rồi mọi người. Đây nha mọi người. Rất là ngọt đó mọi người. Toàn rồi, đợi ngồi đây, đợi ngồi đây. Ăn thấy khát nước mọi người. Hay ăn. Rồi mọi người ơi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Rồi, bye bye mọi người.